Xin chào quý vị và các bạn, bão số 5 sau khi tiến gần hơn đến đất liền nước ta sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ đổ bộ vào khu vực Trung Trung Bộ trong sáng và trưa nay. Sau sẽ suy yếu nhanh khi đi sâu vào đất liền. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có mưa bão, gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Hoàn lưu của bão đã gây mưa diện rộng tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày qua và đến hôm nay thì mưa sẽ còn tiếp diễn. Trong đó khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa đặc biệt to. Mưa lớn dồn dập nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các đợt mưa lũ diễn ra liên tiếp tại các tỉnh thành miền Trung nên người dân cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Khu vực Nam Bộ mưa có xu hướng giảm, có chăng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời có nắng, mức độ vừa phải với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Quay trở ra khu vực phía Bắc, các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thời tiết khá khô ráo. Ban ngày có nắng hanh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Về đêm và sáng trời lạnh, trạng thái ngày nắng, đêm lạnh sẽ còn kéo dài trong những ngày tới tại các tỉnh phía Bắc. Đến đây, bản tin thời tiết ngày 15 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.